mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Hộ trì Phật Pháp bằng đức hạnh. Tôi hỏi sư phụ, con thấy nữ sĩ kia một mực chí thành hộ trì tự viện hay bố thí tham gia pháp hội, nhưng hiện giờ bà đang bị ung thư phổi, bệnh viện nào cũng không trị nổi. Xin hỏi sư phụ, nguyên nhân căn bệnh của bà là gì? Sư phụ đáp, làm người không nên để cho tâm danh lợi làm lụy, chẳng nên khởi tâm cống cao ngã mạn. Phải biết lúc ta đến cõi đời này vốn là trần trụi, thì khi lìa thế gian vẫn phải trắng tay, không đem theo được gì. Danh lợi giống như khói mây thoáng qua, không nên vì danh lợi mà khởi tâm cống cao ngã mạn. Chỉ có tâm thanh tịnh mới được Phật quang gia hộ. Nếu dùng tâm xấu, tâm cống cao ngã mạn mà bố thí tài vật cho chùa, thì tự viện giống như cung điện chứa vàng chất bạc. Kẻ cúng bằng tâm chứa độc như thế, chỉ làm nhiễm ô người tu hành phạm hạnh. Còn nếu không những đem tài vật cúng dường, mà còn biết dùng đức hạnh hộ trì tự viện, thì tự viện mới thành là đạo tràng vạn đức trang nghiêm, hóa độ thập phương rộng rãi. Hãy bảo bà ấy, ngoài việc tu tâm sửa tính, giữ lòng khiêm cung ra, còn phải tụng kinh Địa Tạng để tiêu trừ túc nghiệp. Khi tụng kinh, không nên tham nhiều, tham mau, đọc lua lua. Trong lúc tụng kinh, cần chú ý tâm, khẩu, mắt phối hợp hỗ tương cho đồng, chẳng nên hôn trầm, tán loạn. Tụng từng chữ, từng câu cũng đồng như tụng ngàn chữ, ngàn câu. Tụng một bộ kinh giống như tụng ngàn bộ kinh. Như vậy, pháp giới chúng sinh mới được hưởng lợi ích. Không chỉ giữ gìn ngôn hạnh không tham, sân, si, mà phải hằng có tâm điều phục chúng. Giống như làm cỏ phải diệt tận gốc, mới không lưu lại hậu hoạn. Khi tôi đem lời sư phụ dạy chuyển đến nữ cư sĩ này rồi, bà nói, sư phụ phê bình rất đúng. Bà nhìn nhận đây là khuyết điểm bản thân mình và chân thành biểu lộ sự ăn năn. Sau đó bà buông bỏ hoàn toàn, không thèm quan tâm đến chuyện bệnh tật nữa, cứ ở nhà tụng kinh Địa Tạng. Khi tụng đến bộ thứ 7 thì cảm thấy bệnh trên thân thể như lành được một nửa. Lúc đến y viện kiểm tra thì bú ác tính đã chuyển sang lành tính. Bà được niềm vui quá ước mong, càng tăng thêm niềm tin đối với sư phụ. Khi bác sĩ đề nghị phẫu thuật, bà không chịu, quay về nhà kiên trì tụng kinh Địa Tạng. Lúc tụng đến bộ thứ 19 thì cảm thấy sức khỏe tràn đầy. Hàng ngày bà lễ Phật hơn 100 lạy mà không thấy mệt. Sau đó bà lại đến bệnh viện tái kiểm tra, thấy khối u trong phổi đã hoàn toàn biến mất, không còn lưu lại một dấu vết nào. Quả thực đúng là kỳ tích. Đến nay đã gần 5 năm. Mùa xuân năm 2000, bà đi xe từ Thiên Tân đến thăm tôi. Tôi thấy sức khỏe của bà còn khỏe hơn hồi tuổi trẻ rất nhiều. Thật là lạ. Ha ha ha, 问什么的说呵。